Montenegro là quốc gia non trẻ nhất Nam Tư, chỉ mới tuyên bố độc lập từ năm 2006. Được ca ngợi là đất nước nạp năng lượng, chỉ với cái tên thôi, Montenegro đã khiến cho người ta cảm nhận cả một chốn thơ mộng và bình yên. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những bãi biển trải dài xanh biếc, nhưng cũng có hàng nghìn km đường mòn đi bộ và đi xe đạp, những con sông chảy xiết thích hợp để đi bè và chèo thuyền kayak, những con đường trượt tuyết tuyệt vời hay những ngọn núi cao hùng vĩ. Tara Canyon nằm trong công viên quốc gia Dumitore, giáp với 5 quốc gia khác nhau. Đây là điểm đến dành cho rất nhiều khách du lịch yêu thiên nhiên. Đại vực Tara nằm trong công viên quốc gia này là đại vực sâu nhất châu Âu và sâu thứ hai trên thế giới, chỉ sau Grand Canyon ở Mỹ. This is our breakfast for this morning. This is the French toast as they know it in Montenegro. However, we do get a nice view with it. Công viên này còn có đường trượt zip line dài nhất thế giới và hoạt động chèo thuyền vượt thác vào mùa hè, rất lý tưởng cho những ai yêu thích các trò chơi cảm giác mạnh. Phủ Đen cũng là một địa điểm không thể không ghé thăm của Montenegro bởi là nước trong xanh như ngọc bích và được bao bọc bởi rừng thông ngút ngàn. Rời xa Dumitore hoang sơ thanh bình, điểm dừng chân tiếp theo tại Montenegro của chúng tôi là một thành phố đầy sôi động. Nếu bạn chỉ có đủ thời gian để khám phá duy nhất một địa điểm tại Montenegro, hãy lựa chọn Koto, với vịnh hẹp của Địa Trung Hải với núi non trùng điệp, cảnh quan đẹp say đắm lòng người và những thị trấn cổ đã đi vào lịch sử thế giới. Đây là pháo đài cổ được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 để bảo vệ thị trấn khỏi những kẻ xâm lược. Do bị tàn phá bởi những trận động đất, đường lên đây khá gập ghềnh chắc chờ và không phải chỗ nào cũng có bậc thang. Chinh phục 1.350 bậc thang này, hãy đi vào buổi sáng sớm hoặc chiều tà để tránh ánh nắng gay gắt, cũng như có được tầm nhìn đẹp để ngắm bình minh hay hoàng hôn.
phố cổ ở Cô Tô là một trong những đô thị thời trung cổ được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Một điều rất thú vị ở đây là bạn sẽ bắt gặp mèo ở khắp nơi, rất nhiều mèo. Thậm chí còn có cả một bảo tàng mèo cho du khách tham quan. Với 30 phút lái xe từ Cô Tô, điểm dừng chân cuối cùng tại Montenegro của chúng tôi là thiên đường nghỉ dưỡng mang tên Putva. Putva là thành phố ven biển tuy nhỏ bé nhưng lại thu hút tới gần một nửa lượng khách du lịch của toàn bộ Montenegro hàng năm. Phố cổ với những con phố chật hẹp 2.000 năm trong tuổi này là khu định cư lâu đời nhất của bờ biển Adriatic. Giờ đây, Budva đã phát triển thành một thị trấn hiện đại với những khu nghỉ dưỡng hạng sang, những điểm tham quan văn hóa giá trị và cuộc sống về đêm sôi động. Among all the local restaurants, we decided to have Chinese food in the end. Not because I'm Chinese, just because we want to try something different. And I have the seafood fried rice, so still something from the sea. Đừng vội dừng lại ở bãi biển đầu tiên mà bạn tìm thấy, còn có rất nhiều bãi biển khác ẩn mình ở phía bên kia của vách đá. Bờ biển dài hơn 20 km với 17 bãi biển lặng sóng cùng làn nước trong xanh như ngọc chính là điều khiến không chỉ khách du lịch thông thường mà cả những triệu phú với du thuyền hạng sang bậc nhất không thể không lưu tới Budva.